Có biệt danh là Sơn Khóa, có tiền án tiền sự với tội danh là trộm cắp tài sản, chịu mức án 2 năm tù. Thời gian vừa qua anh ta đã mãn hạn tù, về địa phương làm rất nhiều việc như bắt tôm bắt cá, mang vác ngoài chợ và phụ chị bán hàng rau. Nhà Sơn Khóa ở cuối cùng khu cù lao bên rạch trạm. Muốn tới nhà Sơn Khóa mình đi đường sông là lẹ nhất. Theo công an địa phương xác minh thì Sơn Khóa đã rời địa phương lên Sài Gòn làm xưởng gỗ, nhưng địa chỉ xưởng gỗ thì không rõ ràng, nên chúng tôi cần công an địa phương xác minh và làm rõ lại. Qua con sông này chị sẽ đi vào cuối sông thì sẽ thấy nhà của Sơn Khóa. Ba mẹ của Sơn Khóa nổi tiếng là thiếu nợ do bài bạc. Anh hai nó thì lại bị tâm thần, có một đứa con gái tên là Dừa, 8 tuổi. Chỉ có chị ba của nó là tảo tần bán rau, bán ốc ngoài chợ, nuôi con gái và gia đình. Ba Lành có đứa con 7 tuổi tên là Bưởi. Báo cáo, nhà đã đóng cửa rồi. Theo quan sát của tôi, hình như họ đã đi rồi. Chắc vậy. Mà mấy bữa trước tôi còn thấy chị Ba Lành ở ngoài chợ mà. Họ đi đâu vậy ta? Nghe nói bà Út bệnh nặng lắm mà. Hay là cả gia đình họ đã đưa bà Út lên Sài Gòn chữa bệnh rồi? Nếu chỉ bà Út chữa bệnh thì có cần cả gia đình dọn đi không? À, mà Sơn có bạn thân không? Dạ có. Anh ta tên là Vũ, biệt danh là Vũ Điếm, cũng lên Sài Gòn làm việc chung với Sơn rồi. Vũ Điếm, anh có thể cho tôi xem hồ sơ người này không? Dạ được chị. Dạ mời chị về công an xã. Ừ, được.